là ăn vô xong 10 phút sau là da sẽ thẳng ra, ai cũng đùng đùng chảy tới không ăn không? Mà khi người ta ăn vô rồi tự nhiên da của họ xịu xuống không? Tức là quảng cáo sai không? Da tự nhiên đùng lại, già lại, kỳ cục vậy. Cùng một lúc nữa anh Định anh cũng mở một nhà hàng giống anh An nữa không? Anh cũng có cái khúc bút này nữa, cũng có 25.000 cái recipe trong đó không? Anh Định chị Trang tức quá muốn cạnh tranh với anh An mở thêm cái nhà hàng nữa. Thì trong cái nhà hàng của anh Định cũng có cái thực đơn ha, thực đơn đó cũng để là có 120.000 món đúng không, trong đó có món phở ăn xong da sẽ thẳng mịn màng. Chị Dung với anh Điên tức quá, ăn bữa nhà của anh An bị nhăn xỉu cho ngày qua, ngày sau qua nhà của anh Định, qua tới nhà hàng của anh Định order một tô phở, ăn xong tự nhiên da thẳng ra ha, da thẳng mà trẻ lại, sao kỳ vậy. Bên kia cũng quảng cáo kiểu đó, mình ăn vô mình bị già, bên đây cũng quảng cáo vậy, mình ăn vô mình bị trẻ lại, cũng là một thở con phở. Những lý do là chỗ nào thì đây là anh Định với chị Dung, anh đi anh chị Dung là ở đây ha. Anh cái protein này là anh ví dụ là một cái tô phở nha, đó là cái tô phở. Thì anh đi với chị Dung ăn vô bữa hôm trước, ăn nhà ăn chỗ nhà hàng của anh An thì là bị già, qua nhà hàng anh Định ăn bị trẻ, thì mới hỏi là tại sao kỳ vậy, mình order tô phở bữa nay ăn vậy mà làm sao ăn được. Thì mới Phan cái hỏi An, em nấu có đúng không vậy không? Thì anh An nói là dạ nấu đúng hết, thợ nấu cũng đi theo follow instruction này nọ, thì đi ngược lại không, tức là mình cái luôn mình ăn vô mình bị đau bụng hay mình già phải đi ngược lại là coi mình mua rau đó đâu, mình mua chợ nào đúng không, thì mình phải đi ngược lại một bước. Thì giống như em nói là cái quá trình mà sản xuất được cái protein trong cơ thể mình là đi 4 bước, 1, 2, 3, 4 mới ra này. Nhưng mà em không có nói chi tiết, đại khái đang vậy thôi. Thì anh đi nó ăn xong rồi, anh tức quá, anh mới hỏi Phan ra, hỏi là anh An. Thì anh An nói là em làm cái menu này, em cũng mua cái recipe này, em cũng mua cái khúc bút này. Thì hỏi đâu, nó ồ em mua ở trong chợ thôi, phải không? Thì cũng vậy thôi. Qua hỏi anh Định với chị Trang đó, à, cũng em cũng y làm y chang vậy, em cũng mua đó luôn, phải không? Thì tất cả chỗ này đều không sai, vậy nó sai đâu, phải không? Thì mới coi lại khúc bút này, à cái khúc bút mà anh An anh mua là của ông già 90 tuổi viết ha, ông già lụn khụ mỏ mắt không lên nữa, ông ngồi ông viết khúc bút viết là bậy, ông viết lộn đúng không, tức là ăn tô phở vậy nhau mà ông viết là ăn tô phở bị thẳng đè ra ra thẳng. Còn cái anh Định anh mua cuốn sách của ảnh cũng y chang vậy, mà cái cuốn sách của ảnh là do một anh thanh niên mới ra trường 20 tuổi viết, tinh thần minh mẫn cho nên viết sách cũng đúng không. Là lý do, là lý do ở chỗ vấn đề là sai chỗ này, ok. Tức là một khi DNA, cái sản phẩm mình tạo ra được á là mình lấy từ cái khúc bút ha. Nếu mà cái sản phẩm mình sai, mình đi ngược lại hết mà đâu cũng đúng hết, thì nguyên nhân sai là sai chỗ này. Mình biết được ông già này ông giết, mắt ông ở cận thị, ông mù, mắt mơ mở không lên nữa, ông sắp ngủm rồi không, ông giết cũng xong nữa, cho nên ông giết không được. Cho ông giết lộn, tức là ông giết lộn, ông giết tầm bậy. Thì sai là chỗ này. Đó là lý do mà khi em nói, khi mà ví dụ vào bên trong của mình, khi mà Nu Skin khám phá ra thì ở dưới cái da mình có một cái enzyme là Enox, là giống như tô phở đó nha. Đó là tô phở, anh Đinh ăn vô, khi ăn vô là nó turn on cái gene này, nó sẽ turn on là cái lượng Enox này nhiều á, nó chạy tới cái da của mình. Không, khi nó chạy tới da của mình thì nó sẽ báo, tức là mỗi một cái chức năng của protein là nó carry một cái message. Tức là nhiệm vụ của nó là có một cái message để báo, không? Thì ăn cái trách nhiệm của Enox á là sẽ chạy vào cái skin ở dưới cái da mình, nói là ngưng hoạt động những cái elastin hay là collagen. Collagen đây là anh nói là giống như khi mình bị đứt tay, mình bị té, mình bị cái thẹo đó, thì đó cũng là cái do da của mình, đó gọi là collagen. Còn cái elastin là cái chất đàn hồi, là da thẳng, có hai loại. Thì cái enox này nó chạy tới skin của mình á, nó stop cái da mình từ thẳng trở thành nhăn ha. Đó là lý do mà ăn tô phở của anh An vô bị già, là lý do đó. Còn cái tô phở của anh Điên, của anh Định nấu ăn vô trẻ là tại vì tô phở của anh Định không có cái chất này, mà của anh An có cái chất này, đúng không? Cho nên that's why, lý do mà tại sao có cái gel tool hay là transformation đó, là những cái gel đó có một cái chất chống lại cái này ha, tức là mình chống ngoài da, mình gặp apply ở ngoài da. Thì đó là một nguyên nhân để chống lại cái lão hóa mà là của New Skin nó tạo ra từ ngoài. Thì em muốn nói là gene expression là sao, là cái sản phẩm, cái product mình có được là từ đọc từ cuốn sách viết sai là mình sẽ làm sai. Thì ta mới hỏi là tại sao cuốn sách viết sai, thì một người già không có đủ tinh thần minh mẫn thì khi mà làm gì xuống là sai hết. Rồi trong lúc đó
New Skin mới nói là nếu vậy thì sai là cái da vậy, còn bên trong là sai sai cái gì nữa, phải không? Sai cái gì nữa thì họ mới tìm khám phá ra đó. Thì mình có tất cả là 160 cái gene nói về da, phải không? Thì trong đó có một cái sản phẩm tạo ra là tạo ra cái Enoch. Thì trong đó có 52 cái là tới cái mitochondria, ok? Thì là mình chặn cái này là chặn ngoài da, nhưng mà chặn ngoài qua cũng vẫn không có chữa được hết cái bệnh. Là cái bệnh là chỗ sai là sai đây. Một khi cái này sai thì làm tất cả những cái việc khác cũng sai. Thì họ mới tìm ra được, thì ra à, có một cái mitochondria nằm phía ngoài cái nucleus. Là cái này giống như em đã nói trước, cái này giống như cái powerhouse, power plant. Chỗ này nó lấy thức ăn, chất đường, tất cả mình ăn và những dinh dưỡng vô. Thì nhiệm vụ của nó là convert ADP to ATP. Thì coi đây giống như kilowatt là năng lượng ha. Lấy được cái năng lượng này á, cung cấp cho cái DNA của mình ha. Khi mà con người trẻ đó, thì lúc nào năng lượng tinh thần cũng minh mẫn. Là tại vì á, cái này nó phát triển mạnh mẽ, phát triển mạnh mẽ thì có đủ năng lượng. Năng lượng nó chạy vào đây, chạy ra trên anh thanh niên 20 tuổi á, tinh thần minh mẫn, viết sách viết cũng đúng. Cho nên khúc bút viết đúng, khúc bút mà viết đúng nói là không có phát triển Enoch mà là làm cho con người trẻ. Còn cái của anh An á, thì có một cái phô phở này nó chạy, nó báo cái mitochondria, nó nói là shut down cái mitochondria ha. Tức là khi mà ăn cái tô phở này vào á, là cái protein này nó carry được cái message, cái nhiệm vụ của nó chạy lại đây, nó nói là shut down cái mitochondria. Khi mà cái này shut down á, thì hệ thống này shut down. Khi mà nó shut down cái này á, thì ông già này không có đủ năng lượng cho ông đọc tập 7. Ông càng đọc 7 á, thì cái hệ thống này cứ tiếp tục xây truyền ha. Còn cái tô phở của anh Định với Trang nấu á, thì nó cái tô phở nó ăn vô nó nói là nó đưa của nó carry cái message, nó tới đây là nói là không shut down mitochondria mà phải đưa năng lượng vào mitochondria. Đó, mỗi một cái đó có cái message, tức là một cái tô phở nó có cái message trong đó nói, thấy không? Đó, cho nên của anh Định ăn vào á, thì cái này nó hoạt động không ngừng. Khi mà nó hoạt động không ngừng á, thì nó đưa năng lượng vào cái DNA, ok? Đưa vào cho anh chàng thanh niên 20 tuổi. Anh thanh niên này sức khỏe dồi dào thì anh viết sách, anh viết cái gì cũng đúng hết, không? Cho nên những cái sản phẩm anh tạo ra không, mình carry một cái message, mà cái message của anh sẽ đi ngược lại ông già 20 tuổi, à, ông già 90 tuổi, ông già đó ông cứ viết sai không à? Đó là lý do thế này. Thì tại thì đó là gene expression, là em nói là lần nữa là sản phẩm mình tạo ra được là từ cái khúc út cái expression. À, tức là cái chuyện nó báo cái sách này nói sao mình làm y chang vậy là nó express. Thì exhaust là chống lại, cái biện pháp nào đó là chống ngoài da là một biện pháp. Bây giờ mình biết được bên trong của mình á, cái cost của nó là từ cái mitochondria. Khi mình già là nó báo mình cái gene để shut it down. Thì nhiệm vụ của mình đó là turn it on,